đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chelsea có món báu vật, thầy Park tìm kiếm 5 năm không thấy. Huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội, án phạt của Văn Quyết quá nặng. Quế Ngọc Hải minh oan cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thắng 3 trận đấu liên tiếp, câu lạc bộ Công an Hà Nội lên nhì bảng. Huấn luyện viên Chelsea có món báu vật, thầy Park tìm kiếm 5 năm không thấy. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chelsea đang sở hữu tiền đạo toàn diện mà huấn luyện viên Park Hang-seo tìm kiếm suốt 5 năm nhưng tại vị bất thành. SEA Games 32 đã khép lại với tấm huy chương đồng của Việt Nam, đây là thành tích chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Bên cạnh đó thì lối chơi của Việt Nam trình diễn vẫn còn khá nhiều tồn tại, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ông Philippe Chelsea vẫn có những thu hoạch nhất định, một trong số đó là tiền đạo Văn Tùng. Cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC sở hữu 5 bàn thắng, anh trở thành cái tên chơi ấn tượng nhất của U22 Việt Nam. Văn Tùng có khả năng dứt điểm tốt bằng hai chân và đặc biệt có những pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Bên cạnh đó, anh càn lướt và phối hợp với các đồng đội tốt, sẵn sàng lùi sâu đẩy bóng hoặc giạt cánh để thu hút hàng thủ của đối phương. Nhìn chung, Văn Tùng là mẫu tiền đạo hiện đại, toàn diện hiếm hoi mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Nếu như tiếp tục màn trình diễn tốt trong màu áo của Hà Nội FC, Văn Tùng khả năng cao sẽ được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam thời gian tới. Khi đó anh sẽ trở thành người chia lửa cùng với Tiến Linh cho vị trí mũi nhọn trên hàng công. Ông Park Hang-seo khi chọn còn tại vị luôn phàn nàn về việc thiếu lựa chọn cho vị trí tiền đạo. Suốt 5 năm hai nhiệm kỳ, ông gần như chỉ đặt niềm tin vào Tiến Linh. Ông cũng thử nghiệm một số cái tên nhưng chưa đem lại kết quả. Ở góc độ này, có thể thấy huấn luyện viên Chelsea gặp may bởi ông tới nắm quyền đúng vào thời điểm Văn Tùng bước vào đội 9 cùng phong độ cao. Cầu thủ trẻ này hoàn toàn đủ tiềm năng để trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Nếu như kịch bản trên xảy ra, nhà cầm quân người Pháp sẽ nắm trong tay báu vật mà ông Park Hang-seo tìm kiếm 5 năm không thấy. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội, án phạt của Văn Quyết quá nặng. Huấn luyện viên trưởng Ban De Vic cho rằng án phạt của Văn Quyết là quá nặng và ảnh hưởng lớn đến câu lạc bộ Hà Nội. Theo tôi, án phạt treo giò 8 trận của Văn Quyết là quá nặng, huấn luyện viên trưởng Ban De Vic chia sẻ trong buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội. Nhà cầm quân người Montenegro đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tối ngày 22 tháng 5. Văn Quyết sẽ bắt đầu thực hiện án treo từ trận đấu này. Trước đó, Hà Nội đã viết đơn khiếu nại lên VFF về vụ việc của Văn Quyết. Văn Quyết bị phạt do hành vi xâm phạm thân thể đối với trọng tài ở trận đấu giữa Topelan Bình Định và Hà Nội FC thuộc vòng 7 của V-League 2023. Văn Quyết cho biết, anh cố gắng ngăn một số đồng đội phân bua với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Thiên Thành. Báo cáo trận đấu cho biết đội trưởng Hà Nội FC có pha va chạm với trợ lý trọng tài. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ với Văn Quyết. Sau trận đấu, anh gọi điện xin lỗi trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành và ông Nguyễn Nguyên Thành chấp nhận lời xin lỗi. Bên cạnh đó, Văn Quyết cũng làm báo cáo giải trình câu lạc bộ. Đội bóng cho rằng phản ứng của Văn Quyết là sai, tiền đạo này cần rút kinh nghiệm, kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, Hà Nội cho rằng án phạt 8 trận là quá nặng và gửi đơn khiếu nại lên VFF. Hôm 16 tháng 5, ban khiếu nại công bố giữ nguyên án phạt của Văn Quyết. Huấn luyện viên trưởng Ban De Vic cho biết ông cần thời gian để tìm người thay thế cầu thủ số 10. Ông nói: "Tôi cần thời gian để trả lời cho câu hỏi ai sẽ thay Văn Quyết. Cậu ấy là cầu thủ tốt nhất của Hà Nội FC cũng như của giải đấu. Tầm ảnh hưởng của Văn Quyết với Hà Nội FC được thể hiện từ đầu giải cho đến hiện tại." Theo nguồn tin của VTC News, đội bóng thủ đô có thể phải tính đến phương án tìm ngoại hình chất lượng để thay thế vai trò của Văn Quyết. Câu lạc bộ Hà Nội cũng hiện tiệt kép khi mất đi hai cầu thủ nữa là Hùng Dũng và Xuân Tú vì mổ ruột thừa. Ông Ban De Vic chia sẻ về kế hoạch nhân sự của đội. Đội sẽ phải có những tính toán nhân sự. Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng một đội bóng không thể phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Các cầu thủ thì luôn phải sẵn sàng tâm thế ra sân, thi đấu hết mình. Trong thời gian vừa qua, đội cũng đã cố gắng cải thiện về thể trạng và chiến thuật. Quế Ngọc Hải minh oan cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Quế Ngọc Hải liên tiếp bảo vệ huấn luyện viên Park khi có người trách chiến lược gia Hàn Quốc không đào tạo lứa cầu thủ kế cận ở U22 Việt Nam. Sau SEA Games 32, huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của đội tuyển Việt Nam Chelsea liên tục được người hâm mộ so sánh với ông Park Hang-seo về nhiều ý kiến trái chiều. Vừa qua thì một nhà báo thể thao đã có bài viết bàn luận về di sản mà cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo để lại cho bóng đá Việt Nam cũng như cho người kế nhiệm Philippe Chelsea. Bài viết khẳng định về mặt con người, phát hiện của huấn luyện viên trưởng Park cho thấy bóng đá Việt Nam nhiều tài năng như Văn Đức, Xuân Mạnh hay Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, đồng thời tiếp quản lứa cầu thủ vừa trưởng thành sau vòng chung kết U20 thế giới của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, cùng với một lứa tài năng của học viện Arsenal. Còn về cơ bản, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park không để lại nhiều dấu ấn trong việc xây dựng thế hệ tiếp nối và bị bắt đặt nhiều dấu hỏi về sự bảo thủ khi sử dụng những cầu thủ có phong độ thấp trong một thời gian dài. Phản hồi dưới bài đăng, Quế Ngọc Hải bày tỏ: "Anh ơi, nếu như anh nói rằng thầy Park và thầy Lee không để lại dấu ấn trong việc xây dựng thế hệ tiếp nối ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì không đúng. Thực tế là những cái tên đó hoàn toàn hàng xịn."
tại SEA Games 32. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Josier, đội tuyển Việt Nam chỉ giành huy chương đồng và không thể hoàn thành được hai chỉ tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở hai kỳ đại hội trước. Nhiều người cũng cho rằng nữ cầu thủ này thua xa bậc đàn anh ở hai kỳ đại hội trước về kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Huấn luyện viên cũng không có nhiều tinh tế trong việc tuyển chọn nhân sự cũng như điều chỉnh chiến thuật phù hợp cho từng đối thủ. Thời gian tới, ông Josier sẽ bắt tay vào công việc ở đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến giải đấu gần nhất là vòng chung kết Asian Cup 2023 và xa hơn là vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Ở vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D gồm có các đối thủ là Nhật Bản, Iraq, Indonesia. Theo như thông tin từ VFF, để chuẩn bị cho các giải đấu nói trên, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại ngày 7 tháng 6 sau khi kết thúc vòng 11 của V-League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại V-League, huấn luyện viên Philippe và các cộng sự sẽ chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới nhằm triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển. Thắng 3 trận đấu liên tiếp, câu lạc bộ Công an Hà Nội lên nhì bảng. Tối ngày 21 tháng 5, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-3 trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng ngành công an ở Night World V-League, qua đó vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Trận đấu trên sân Thống Nhất giữa hai đội diễn ra tưng bừng với cơn mưa bàn thắng ngay trong hiệp 1. Chỉ sau 8 phút, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã dẫn 2-0 nhờ vào các pha lập công của John Clay và Vũ Văn Thanh. Để thua hai bàn chóng vánh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dâng lên và gỡ được một bàn ở phút 20 của Hoàng Vũ Samson. Dù vậy, chỉ 6 phút sau lại là Vũ Văn Thanh chiếm thời cơ nhanh tái lập khoảng cách hai bàn cho đội khách. Màn giữ đuổi tỷ số vẫn tiếp tục trong 45 phút đầu tiên khi Masray gỡ 2-3 cho đội chủ nhà ở phút 31. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Trọng Long tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm tung lưới đội bóng cũ, đưa Công an Hà Nội dẫn 4-2. Sang đến hiệp 2, hai đội vẫn chưa ăn miếng trả miếng, chứng minh đây là trận đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu mùa giải năm nay. Phút 65, Huỳnh Tấn Sinh trong nỗ lực cản phá vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Thành phố Hồ Chí Minh gỡ 3 đều. Tuy nhiên chưa đầy 10 phút sau đó thì Văn Trung có pha nhanh chân dứt điểm tung lưới thành thắng lần thứ 5, đưa Công an Hà Nội dẫn 5-3. Trong quãng thời gian còn lại, hai đội có một số cơ hội nhất định nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. 5-3 nghiêng về Công an Hà Nội là kết quả chung cuộc. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng ngành công an ở V-League 2023. Với chiến thắng tưng bừng này, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 14 điểm, tạm thời vượt qua Hà Nội FC để chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Kém đội đầu bảng Thanh Hóa 4 điểm, cùng điểm với Hà Nội FC nhưng đội bóng ngành công an sở hữu hiệu số tốt hơn.